Ngày 19 tháng 9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình thông báo đã thành lập đoàn kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân sự cố sập giàn giáo trong quá trình đổ bê tông công trình trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa, gây thương vong cho 2 người. Hiện trường vụ việc này đã được Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa báo cáo nhanh tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Sở Xây dựng. Theo báo cáo, công trình đã đổ bê tông khoảng 80% khối lượng thì xảy ra sự cố sập sảnh đón, gây thiệt hại về vật chất với diện tích khoảng 250m² sàn, 45m khối bê tông và khoảng 60% giàn giáo. Nguyên nhân sự cố được xác định là do trong quá trình đổ bê tông bằng máy đổ bê tông, máy đầm và thi công của nhân công đã tác động mạnh lên hệ thống giàn giáo, dẫn đến sập và mất ổn định. Sở Xây dựng đã lên kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố và đưa ra biện pháp xử lý, đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan. Sau khi khắc phục, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm định các cấu kiện liên quan đến công trình và đánh giá năng lực của nhà thầu và đơn vị thi công để xác định các biện pháp xử lý tiếp theo. Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và bảo vệ tốt hơn sự an toàn của công nhân và cộng đồng trong tương lai.